Chương 7. Hỗ trợ cho người hấp hối. Chia sẻ về cái chết tại nhà. Tôi muốn thấy một ngày mọi người đến Kayanta Sthanam, lò hỏa táng do Isha điều hành và nói, tôi nghĩ đã đến thời gian dành cho mình. Có nơi nào ở đây để tôi có thể ở lại và ra đi không? Không ai cần phải mang tôi lên đây. Đó sẽ là một ngày tốt lành bạn vào đó ngồi vui vẻ không ăn uống bất cứ thứ gì chỉ có vậy và ra đi không tăng lễ chỉ có hòa táng đó sẽ là một thế giới giác ngộ vâng đó là một điều xa vời điều đó sẽ không xảy ra ngay bây giờ nhưng ít nhất bạn phải tạo ra những không gian mà mọi người có thể ra đi một cách thanh thản với một sự tập trung nhất định điều không may đang xảy ra ngày nay trong các gia đình mặc dù mọi người đều sẽ chết nhưng không ai đủ khả năng để xử lý cái chết ở hoa kỳ bạn sẽ thấy trong mọi phòng ăn đều có hướng dẫn sơ cứu về những việc cần làm nếu ai đó bị nghẹn thức ăn nhưng tại sao có những người bị nghẹn thức ăn tôi chưa bao giờ nghe nói về bất cứ điều gì như thế ở ấn độ không ai bị nghẹn thức ăn ở ấn độ mặc dù nhìn chung người dân ở ấn độ đói hơn người ở mỹ mọi người bị nghẹn thức ăn có thể là do họ vừa nói vừa ăn khi bạn cố gắng nhập và xuất đồng thời thông qua cùng một kênh sẽ có điều gì đó bị nhầm lẫn nếu mọi người chỉ im lặng và ăn tôi không nghĩ sẽ có ai bị nghẹn vì thức ăn của họ dù sao đối với những thứ như nghẹn trong khi ăn người ta đã rất quan tâm và nỗ lực để thông báo cho mọi người về cách xử lý nó nhưng không có gì được thực hiện về cách xử lý cái chết mọi người ai cũng biết rằng mình sẽ chết bạn biết ông bà của bạn sẽ chết bạn biết cha mẹ của bạn sẽ chết nhưng khi nó xảy ra không ai biết làm thế nào vì đâu đó họ đang cố gắng trốn tránh nó họ nghĩ rằng nếu không nói về nó không chuẩn bị cho nó thì nó sẽ không xảy ra rất ít gia đình có ý thức chuẩn bị và nói người này sắp ra đi chúng ta hãy chuẩn bị cho điều đó đã đến lúc chúng ta chuẩn bị tinh thần để làm ít nhất một vài điều để đảm bảo rằng người sắp chết này không phải trải qua những đau khổ không cần thiết giờ đây ngay cả khi ai đó đã chết về mặt y tế họ vẫn chưa chết thực sự vì cái chết diễn ra từ từ vì vậy có một số chuẩn bị nhất định có thể được thực hiện để giảm bớt sự khó khăn của thời điểm này và hỗ trợ sự rút lui khỏi sự sống trong thời gian đó nếu bạn đang hấp hối tại nhà tốt nhất là bạn nên rút lui vào một căn phòng trắng sạch sẽ với ánh sáng xanh da trời dịu nhẹ không ảnh không gì cả nếu có một chút màu xanh xung quanh bạn điều này sẽ giúp bạn ra đi nhẹ nhàng một điều đơn giản khác mà bạn có thể làm để giúp đỡ là thắp một ngọn đèn, thắp sáng suốt 24 giờ một ngày bên cạnh người đó. Nên dùng đèn ghi nhưng bạn cũng có thể dùng bơ. Điều này tạo ra một bầu không khí nhất định để bản chất khó khăn của việc rời khỏi cơ thể có thể được điều chỉnh ở một mức độ nào đó. Tiếp theo, bạn có thể có một giai điệu hoặc thứ gì đó với loại âm thanh phù hợp với điều đang diễn ra những âm thanh này nên là những âm thanh chạm đến tâm hồn bạn sẽ tốt hơn nữa nếu chúng là những loại âm thanh hoặc bài tụng hoặc thần chú được thánh hóa và vẫn tốt hơn nếu bạn đã quen thuộc với nó trước đó. Việc quen thuộc với một giai điệu có thể là một công cụ rất mạnh mẽ trong cuộc sống và cái chết. Một điều tương tự đã từng xảy ra trong cuộc đời của vị thánh Nam Ấn Độ tên là Swami Ramdas cha của damdas là người đã dẫn ông đến với việc thờ phụng chúa rama thông qua giai điệu của thần chú rama 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 theo thời gian việc thực hành thần chú của ông đã trở nên sâu sắc khi vẫn còn là một người theo học tan cha không được công nhận một lần ông đang lang thang khắp vùng nông thôn đó là buổi tối và một số người nhân từ trong ngôi làng đã đề nghị tiếp đón ông qua đêm ramdas ăn bữa tối được mời và đi ngủ nhưng đến nửa đêm chủ nhà nhận ra rằng ai đó đang tụng rama 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 khá to vị chủ nhà đã khó chịu vì ông muốn ngủ do đó ông ta đã đi kiểm tra ramdas ramdas đã ngủ say nhưng người chủ nhà vẫn có thể nghe thấy âm thanh rama rama vì vậy ông ta chậm rãi đi về phía ramdas và cảm nhận được âm thanh đang phát ra từ cơ thể của Ramdas. Việc thực hành thần chú của ông ấy mãnh liệt đến mức ngay cả khi ông ấy ngủ, cơ thể chỉ vang vọng "Rama, Rama, Rama". Những sự việc tương tự như vậy, khi âm thanh hoặc thần chú đã ăn sâu vào một người, đã xảy ra trong cuộc sống của nhiều vị thánh khác. Điều này cũng xảy ra với vị thầy thiêng liêng của tôi tôi gọi ngài là vị thầy thiêng liêng vì yếu tố thiêng liêng xảy ra với tôi chỉ vì sự hiện diện của ngài palani swami chưa bao giờ nói cho ai biết tên của mình thậm chí có thể ông ấy đã không nhớ vì mọi người đã nhìn thấy ông ở nhiều trạng thái tuyệt vời xung quanh đồi palani họ gọi ông ấy là banali swami chỉ bằng cách ngồi một chỗ ông đã thu hút một đám đông lớn đến nỗi các thầy tu trong đền thờ địa phương trở nên hơi bực bội họ khó chịu vì người đàn ông không làm gì cả chỉ đi xin thức ăn của người khác lại thu hút nhiều người đến vậy trong khi đó họ ngồi trong đền thờ từ sáng đến tối thực hiện các nghi lễ và nhiệm vụ của mình nhưng mọi người không đến đó mà họ lại đi đến chỗ người đàn ông này vì vậy họ muốn tìm một cái gì đó để chống lại ông một ngày nọ họ buộc tội Palani Swami đã thốt ra từ shampoo khi thực hiện việc tắm rửa buổi sáng của mình. Đây là điều được coi là hành động báng bổ. Vì vậy, họ đã đưa ông đến ban cha của làng và buộc tội ông đã xúc phạm đến thượng đế. Palani Swami chỉ ngồi đó trước đám thẩm phán ngu dốt này, nhắm mắt và ngậm miệng. Sau đó, những tiếng vang lớn của âm thanh, shampoo, có thể được nghe thấy giữa đám đông và điều đó đã chấm dứt việc truy tố của họ vậy nên bạn có thể nội tâm hóa một câu thần chú như thế này nơi chính năng lượng của bạn vang vọng với âm thanh đó để đạt đến điểm mà nó được nội tâm hóa như vậy ban đầu bạn cần tụng kinh lớn tiếng ở một mức độ nhất định nếu bạn làm điều đó trong cuộc sống hàng ngày của mình đó có thể là một sự hỗ trợ lớn khi cái chết đang đến gần. Chúng tôi đã tạo ra một bộ sưu tập các giai điệu được gọi là Vairagya. Nó có 5 câu thần chú, nghe đi nghe lại album vài lần, chú ý đến từng câu thần chú. Mỗi câu thần chú kéo dài 10 phút, tìm ra câu thần chú nào thực sự thu hút bạn, chỉ cần nghe lặp đi lặp lại, khi bạn cảm thấy rằng một trong số chúng đang thực sự thu hút bạn hãy cứ làm như vậy hãy duy trì câu thần chú này mọi lúc trong ô tô trong nhà trên ipad ipod điện thoại ở mọi nơi đơn giản chỉ cần giữ chúng tiếp tục trong một thời gian ban đầu bạn tụng nó thật to như một bài hát từ từ xem liệu bạn có thể ngậm miệng lại và vẫn giữ được âm vang như cũ không ban đầu trừ khi bạn tụng nó đủ lớn với âm lượng lớn hơn nếu không bạn không thể đưa nó vào bên trong bạn phải tạo ra ký ức về âm vang đó là một cách đáng kể trong hệ thống của bạn nơi mà ngay cả khi bạn ngậm miệng lại câu thần chú vẫn được bật lên sau một thời gian bạn chỉ nhắc nhở bản thân nó sẽ chảy trong bạn bởi vì bạn đã tạo ra một ký ức về âm vang đó bây giờ người đang hấp hối có thể không tự tụng thần chú được vào thời điểm đó một người cần cái gì đó để giúp họ đủ nhận thức để nói những gì họ muốn nói hầu hết mọi người chết trong tình trạng không nhận thức được vì vậy trong nền văn hóa này nếu ai đó đang hấp hối những người xung quanh luôn bắt đầu tụng ram ram hoặc am nama shivaya hoặc bất cứ điều gì họ biết vì họ muốn người sắp ra đi cũng thốt ra một âm thanh thiêng liêng để tạo ra nhận thức vậy nên khi ai đó đang hấp hối ở nhà hoặc ở nơi khác bạn có thể chuẩn bị một bài tụng một trong những câu thần chú này với âm lượng rất nhẹ nhàng nếu họ đã tự chọn câu thần chú của mình hoặc quen thuộc với nó thì hãy sử dụng nó nếu họ không chọn được thì brahmananda swadupa có thể được sử dụng với tất cả mọi người điều này sẽ đảm bảo có thể tránh được việc rút lui khỏi sự sống một cách đột ngột chúng ta có thể tạo ra nhiều câu thần chú mạnh mẽ hơn để sử dụng vào thời điểm rời khỏi cơ thể vì âm vang có thể làm nên điều kỳ diệu cho cuộc sống vốn đã tự tổ chức để rời đi nếu bạn tạo ra những âm vang hỗ trợ mạnh mẽ sự sống sẽ tự tổ chức rất tốt và bạn sẽ trở nên lỏng lẻo bên trong cơ thể vì vậy ít nhất bạn có thể có một vài ngày hoặc một vài giờ trải nghiệm trạng thái bạn không phải là cơ thể 100%. Đây sẽ là một điều tuyệt vời cho bất kỳ ai, nhưng nó cũng sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Vì vậy, không nên có ai ở đó khi nó đang được sử dụng. Hơn nữa, chúng tôi không biết mọi người sẽ sử dụng nó như thế nào, không có cách nào để đảm bảo rằng nó sẽ được sử dụng một cách có trách nhiệm họ có thể sử dụng nó trong ô tô của họ khi họ đang lái xe và họ có thể rời đi với một va chạm vì vậy tốt nhất là không nên thử những điều này với đám đông và thay vào đó hãy sử dụng một cái gì đó chung hơn như các bài tụng vairagya trong các dòng năng lượng pancha prana thì udana vayu có thể bị ảnh hưởng bởi loại âm vang phù hợp như chúng tôi đã đề cập trước đó Udana Vayu rút lui từ 6 đến 12 giờ sau khi hơi thở đã tắt. Bằng cách tụng kinh và thắp Sambrani, một loại nhang, người ta có thể tạo ra âm thanh thuận lợi để Udana thoát ra nhanh chóng. Mặt khác, việc hỏa táng thi thể của một người trước khi họ ra khỏi Udana có thể gây ra một mức độ hỗn loạn nhất định. Vậy, phải làm gì nếu ai đó sắp chết? trong phòng chăm sóc tích cực hoặc nơi nào đó tương tự nơi các bác sĩ không cho phép thắp đèn và tụng kinh và những thứ tương tự như vậy trước hết mọi người không nên đến phòng chăm sóc tích cực để chết nhưng nếu tình huống như vậy là không thể tránh khỏi bạn có thể làm một vài điều ở nhà nhưng chúng không hiệu quả bằng ví dụ bạn có thể giữ một số quần áo của họ thứ mà họ đã sử dụng bọc nó trong một miếng vải trắng để trước bức ảnh của họ và thắp một ngọn đèn. Bạn có thể mở một giai điệu ở đó. Nó sẽ có một số tác động, nhưng sẽ không được giống như sự hiện diện thực sự. Ngọn đèn và bài tụng này nên tiếp tục cho đến 14 ngày sau khi một người được xác nhận là đã chết, vì một người có thể chết về mặt y tế nhưng không chết về mặt tồn tại. Cái chết xảy ra từ từ sự rút lui của quá trình sống khỏi cục đất này tức cơ thể xảy ra từng bước một hoạt động của phổi tim và não đã ngừng vì vậy họ được tuyên bố là đã chết nhưng thực tế vẫn chưa phải như vậy ngay cả khi cơ thể của một người bị cháy họ vẫn chưa biến mất vì họ chưa di chuyển sang chiều không gian khác bây giờ khi giây phút hấp hối đang đến gần tốt nhất là di chuyển người sắp hấp hối ra khỏi nhà vào một khoảng sân trống hoặc một không gian thoáng đãng. Bạn phải để họ ở đó, tốt nhất là trên vải, trên đất trống, theo hướng bắc nam, với đầu quay về hướng bắc. Điều này được thực hiện khi cái chết là chắc chắn và bạn muốn nó xảy ra một cách dễ dàng. Nếu cơ thể vẫn còn ở trong nhà, bên trong bầu không khí được tạo ra thì sinh linh đó sẽ không dễ dàng rời khỏi cơ thể tại sao lại quay đầu về hướng bắc theo truyền thống ở ấn độ người ta khuyên bạn không được ngủ quay đầu về hướng bắc điều này chỉ có giá trị khi bạn ở bán cầu bắc nếu bạn đi đến nam bán cầu chẳng hạn như úc bạn không nên quay đầu về phía nam phần lớn cơ thể này được thiết kế theo cách mà bạn nếu vẫn đứng thẳng thì đó sẽ là lý tưởng tim của bạn nằm ở vị trí 3 phần tư đường đi lên, bởi vì việc bơm máu lên thì khó, bơm máu xuống thì dễ, và tất cả các động mạch và tĩnh mạch phía trên tim đều rất mỏng. Các mạch máu đi xuống dày hơn nhiều. Khi chúng đi lên phía não, chúng trở nên mỏng, gần giống như sợi tóc. Vì vậy, khi bạn nằm xuống, máu có thể được bơm vào phần trên của cơ thể dễ dàng hơn nhiều trái tim cũng thực hiện một số điều chỉnh khi bạn nằm xuống mặc dù vậy nó vẫn có ảnh hưởng nhất định sắt là một thành phần quan trọng trong máu của bạn nếu bạn bị thiếu máu bác sĩ sẽ kê cho bạn thuốc bổ sung sắt như bạn đã biết bắc cực có lực hút từ trường rất mạnh đối với phần còn lại của trái đất bây giờ nếu bạn nằm quay đầu về hướng bắc nó sẽ kéo máu của bạn về hướng đó do đó lưu lượng máu lên não sẽ tăng lên không phải là quá nhiều nhưng đủ để tác động đến hệ thống của bạn đây là lý do tại sao khi bạn ngủ quay đầu về hướng bắc bạn sẽ bị rối loạn giấc ngủ bạn cũng có thể gặp ác mộng vì giấc ngủ bị xáo trộn người già thậm chí có thể chết trong khi ngủ nếu quay đầu về hướng bắc hoặc họ có thể bị xuất huyết hoặc đột quỵ và những thứ tương tự như vậy do đó khi bạn sống ở bắc bán cầu bạn không nên quay đầu về hướng bắc tuy nhiên khi một người đang hấp hối bạn nên đặt đầu họ về hướng bắc vì nó làm dịu và hỗ trợ quá trình giải thoát của sinh linh đó ra khỏi cơ thể trong những giây phút cuối cùng mặc dù cơ thể vật chất đã mất đi sự sống động sự sống vẫn cố gắng ở lại đó và làm mọi thứ nhưng thời điểm bạn đặt cơ thể đó bên ngoài theo hướng bắc nam nó biết rằng nó đã kết thúc khi đó nó sẽ rời khỏi cơ thể một cách dễ dàng nó cũng hỗ trợ trong việc duy trì trạng thái có ý thức trong quá trình chuyển tiếp trên đây là một số điều đơn giản nhưng hiệu quả bạn có thể làm để hỗ trợ người đang hấp hối thông tin tham khảo về các vairagya được đính kèm trong phần mô tả của video này